mọi người, Trinh cũng không biết từ khi nào mà B5 pentanol đã trở thành cái thành phần thước đo tiêu chuẩn cho cái sản phẩm có khả năng phục hồi da. Trên đời thì còn rất là nhiều các thành phần khác, rất là nhiều cái cơ chế, các cái bằng sáng chế độc quyền cũng có khả năng phục hồi da không hề kém cạnh đâu. Và sau đây sẽ là top 3 kem dưỡng có khả năng phục hồi da phân khúc giá tầm trung, xứng đáng đồng tiền bát gạo nhất từ trước giờ mà Trinh sử dụng. Cả ba bạn này thì đều là dược mỹ phẩm của Pháp, không sử dụng B5 pentanol mà thay vào đó là những cái hợp chất độc quyền, những cái công nghệ, những cái bằng sáng chế để tăng cường sức đề kháng cho da, nuôi dưỡng da từ bên trong, tăng cái khả năng phục hồi tự nhiên của da. Đối với Trinh thì đây là một cơ chế phục hồi rất là bền vững. Bioderma Sisa Bio Cream, ở đây có ai không biết bạn này không? Tay, nhưng mà chắc mọi người sẽ không hiểu chính xác là nó phục hồi như thế nào. Thì Trinh sẽ giải thích cho mọi người, đó là trong này họ sử dụng một nùi cái loại chiết xuất từ rau má cộng thêm một cái loại peptide. Bên cạnh đó thì Bioderma đưa vào một cái công nghệ và một cái sáng chế phục hồi độc quyền. Đầu tiên nói về thành phần thì một nùi các chiết xuất rau má sẽ có tác dụng là kháng viêm, làm lành những cái vết thương nhỏ, vết bỏng hay là trầy xước. Bên cạnh đó thì có một cái thành phần rất là đặc biệt được gọi là một peptide có khả năng làm dịu. Cơ chế hoạt động của loại peptide này là nó sẽ sản sinh ra một cái loại giống như là kiểu dopamine nhưng mà dành riêng cho da. Mọi người, nó sẽ ra cái tín hiệu làm cho da của mình kiểu relax, relax, thư giãn đi. Từ đó thì khi da được thư giãn thì sẽ lành lại và các cái nếp nhăn nó cũng sẽ được làm đầy luôn. Mọi người cứ tưởng tượng giống như là khi mà cơ thể của mình sản sinh ra dopamine vậy đó, làm cho cơ thể trở nên hưng phấn, thoải mái, dễ chịu thì nó sẽ khỏe mạnh và mau hết bệnh hơn, kiểu kiểu như vậy. Về công nghệ thì nhà Bioderma sử dụng một công nghệ có tên là Entagicin. Đây là một công nghệ độc quyền nha. Nó hoạt động theo một cơ chế, đó là điều chỉnh phản ứng của da, làm cho cái quá trình phục hồi nó không bị gián đoạn. Tiếp theo là sáng chế BAF có khả năng tăng sức đề kháng cho da, giúp cho da có thể chống chọi lại những tác nhân từ môi trường bên ngoài. Bảy thành phần còn lại thì siêu xanh, sạch, đẹp, không cồn, không hương liệu, không tinh dầu thực vật. Trong đó bổ sung những thành phần cấp ẩm như là muối HA, glycerin, kháng viêm, hỗ trợ mụn, zinc, sunfat. Nói chung là da nhạy cảm nhất 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 thì cũng có thể sử dụng em này luôn, chấp hết. Về chất liệu của bạn này thì sệt kiểu lotion có màu hơi sáng một chút xíu, thấm tương đối là nhanh nhưng mà sẽ để lại một cảm giác hơi bóng và hơi dính một chút nha. Cho nên Trinh sẽ recommend mọi người sử dụng vào ban đêm hơn là vào ban ngày, nhất là đối với những bạn mà có làn da dầu hoặc là quá dầu. Vào ban đêm thì bạn này cũng sẽ giúp đẩy nhanh cái quá trình tái tạo, phục hồi da trong suốt cái khoảng thời gian mà cơ thể mình đi ngủ. Tuyết 40ml, giá chỉ có 3XX thôi, quá là hợp lý. Đặc biệt cái bạn kem phục hồi Sisa Bio Cream này còn có một cái phiên bản mà Trinh hay gọi là bản nâng cấp, tại vì đây là một cái sản phẩm mà có khả năng phục hồi với những cái thành phần công nghệ sáng chế y hệt như là các bạn Sisa Bio này, nhưng mà hãng bỏ thêm 80 cái màng lọc chống nắng hóa học cực kỳ hiện đại tiên tiến luôn. Đó chính là bạn Sisa Bio nhưng mà SPF 50 cộng. Trinh có một cái clip review riêng so sánh hai bạn này, mọi người cứ tham khảo nha. SVR Sisa Bio cộng cream, hãng SVR hay là SVR, mọi người quá là nổi tiếng với cái bạn sữa rửa mặt màu xanh này rồi đúng không? Nhưng mà tại sao không có quá nhiều bạn biết đến cái em kem dưỡng Sisa VIP cộng này nhỉ? Tính ra thì giá cũng ngang ngửa với Bioderma thôi, nhưng mà em này đặc biệt có một cái khả năng là làm liền sẹo cũng như là mờ thâm sau kích ứng hay là sau mụn cực kỳ tốt luôn. Đặc biệt là không chỉ dùng riêng cho da mặt khi mà bị kích ứng, mà mọi người có thể dùng cho những cái vết kích ứng trên khắp cơ thể của mình luôn, từ những cái vết côn trùng cắn cho đến những cái vết đỏ rát, cháy nắng, thậm chí là bị bỏng nhẹ, và còn dùng được cho trẻ em bị hâm tả nữa. Nên là mọi người hình dung cái độ lành tính của em này cực kỳ tốt luôn. Trinh ví em này giống như là một cái sản phẩm mà không thể thiếu trong tủ thuốc gia đình vậy đó. Tại vì em cũng được kiểm nghiệm da liễu nữa, cho nên là mình dùng cho cả gia đình thì rất là yên tâm. Cái cơ chế phục hồi của em này đó là thông qua một cái complex, một cái phức hợp của nhà SVR có tên là Micro Repair Complex, chứa một cái nồng độ là lên đến 43% để đi sâu vào cái lớp trong cùng của da để mà sửa chữa từ bên trong nè, tăng nhanh cái quá trình phục hồi của da ở cả 3 giai đoạn luôn. Trong cái hợp chất 43% này thì có chứa đến 27% là những cái thành phần hoạt tính có khả năng kích thích tái tạo da nhanh lên đến gấp 7 lần so với bình thường. Vì vậy mà những cái vết sẹo, những vết thâm mà nó để lại thì cũng sẽ mờ hơn. Phần còn lại của cái phức hợp 43% này là chứa những cái loại đường sinh học rất là đặc biệt, nhằm bảo vệ da khỏi những vi khuẩn có hại, đồng thời nuôi dưỡng, kích thích sản sinh thêm những cái lợi khuẩn, làm hàng rào bảo vệ da của mình nó được củng cố, được khỏe mạnh, chống lại tất cả những tác nhân từ môi trường bên ngoài. Bản thành phần còn lại thì cũng tương tự như SVR, xanh, sạch, đẹp, không cồn, không hương liệu, không có một cái chất nào mà có khả năng gây kích ứng cao ở trên da cả.
cái chất của nó thì cũng khá là gần với lại Bioderma luôn. Nó sẽ hơi sệt một chút xíu. Một phần là cũng do cái thành phần cấp ẩm ở trong này là shea butter, nên Trinh cũng sẽ recommend là sử dụng cho da khô, da hỗn hợp thiên khô vào ban ngày. Nhưng mà với các bạn da dầu, da chảo dầu thì mình có thể sử dụng vào ban đêm nha. Còn không thì mọi người có thể sử dụng kem SPF này để mà chấm vào chính những cái vết kích ứng hay là những cái vết thương trên mặt hay là trên cơ thể của mình. Chẳng hạn như là mình bị bỏng nhẹ nè, hoặc là bị côn trùng cắn ở trên người đó, thì mình chấm vào đúng cái vết đó thôi. Hoặc là trên mặt nếu mà bị kích ứng lên mụn chỗ nào sưng viêm kinh khủng đó, thì mình có thể lấy em này để mà mình thoa dịu cái vùng đó, làm cho nó dịu lại, bớt những cái vết kích ứng hoặc là đỏ rát khi mà sử dụng routine treatment nặng đô. Như vậy thì mọi người sẽ hạn chế được cái việc là cái chất liệu của nó sẽ hơi dày, hơi bí một chút xíu. Empriolis Lay Cream Concentrate, đây là một cái bạn kem dưỡng phục hồi mà có chất liệu khiến cho Trinh ngỡ ngàng nhất luôn. Tại vì cầm cái thiết kế của cái tuýp kem giống như là kiểu kem mỡ vậy đó mọi người. Rồi thêm cái base của nó cũng là bơ hạt mỡ thì Trinh nghĩ là cái chất của nó sẽ rất là dày. Nhưng mà không, khi mà bơm ra cái chất của nó lỏng le, lỏng hơn cả SPF và Bioderma luôn. Cho nên là các bạn mà da siêu chảo dầu thì dùng em này cũng rất là ok. Đặc biệt là Trinh luôn dùng em trước khi mà makeup nền đó mọi người, làm cho cái lớp nền của mình nó rất là mướt, như là cái lớp nền mà Trinh đang đánh hôm nay nè, cũng là cái phương pháp được các sao Hollywood rất là yêu chuộng. Bản thành phần tuy không có những cái thành phần phục hồi chuyên sâu B5 hay là những cái complex, những cái công nghệ, những cái sáng chế, nhưng mà bạn này thì thay vào đó là họ bổ sung rất nhiều cái thành phần có khả năng cấp ẩm, khóa ẩm cực kỳ cao độ luôn. Mọi người biết chi không, để mà nó khỏa lấp lại những cái vết rạn nứt, những cái vết tổn thương ở trên da của mình. Tưởng tượng giống như là cái tường của mình là cái bề mặt da nó bị nứt ra, xong rồi mình tráng xi măng lại vậy mọi người. Thì mình bô cái em kem dưỡng này lên, mình sẽ tráng lại những cái vết rạn nứt đó, làm cho cái vết thương của mình nó lành lại, đồng thời nó cũng là một cái hàng rào bảo vệ da khỏi những cái tác nhân từ môi trường bên ngoài không thể xâm nhập vào bên trong được. Những thành phần này có thể kể đến là shea butter, palmitic acid, soy protein hay là cái gốc glycol. Thêm cái thành phần làm dịu thì là nha đam nha. Ngoài chất liệu ra thì điểm cộng nữa là bạn này có tới 2 size, một cái size bé 30ml để mà dùng thử, còn size to khổng lồ hơn thì mình dùng sẽ tiết kiệm hơn, tính ra giá sẽ hời hơn một chút. Điểm trừ duy nhất của bản Empriolis này là hương liệu, một cái signature rất là đặc trưng của skincare của Pháp luôn. Tuy nhiên thì đối với Trinh vẫn có thể yên tâm, tại vì đây là một cái hãng skincare rất là lâu đời, họ ra đời từ những năm 1950 rồi mọi người, và đây còn là cái sản phẩm best seller của hãng nữa, thì nó phải thật sự tốt nó mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay, đúng không? Nói chung là Trinh cực kỳ recommend các bạn Empriolis này cho những bạn mà da dầu và mụn viêm nhẹ nha. Ok, kết luận lại, nếu mà xét về cái khả năng phục hồi ở trên da của Trinh ha, thì như mọi người thấy em Bioderma này sẽ tập trung vào khả năng mà phục hồi kích ứng. SPF thì sẽ đa năng hơn, dùng được cho cả mặt, cho cả body, không chỉ cho những vết kích ứng mà còn những vết bỏng, côn trùng cắn, tổn thương lành tính. Còn cuối cùng là Empriolis thì sẽ giúp tăng cái sức đề kháng tổng thể cho da của mình. Cho nên khi mà Trinh xài những cái treatment mạnh mẽ thì Trinh sẽ lấy SPF hoặc là Bioderma, đặc biệt là khi mà Trinh bị những cái vết mà đỏ rát kích ứng mà Trinh muốn là nó phục hồi, không có để lại quá nhiều thâm hay là sẹo thì Trinh sẽ bô lấy bô để cái em SPF này luôn. Còn em Empriolis thì cho dù là Trinh có bị kích ứng hay không, Trinh có dùng treatment hay không, thì Trinh luôn sử dụng em này vào buổi sáng để mà có thể cấp ẩm mỗi ngày, nuôi dưỡng cho da của mình, làm cho da của mình nó đủ sức đề kháng. Giống như là việc mình uống vitamin C mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể vậy đó. Cho dù mình có bệnh hay không bệnh thì mình cũng cần bổ sung vitamin C, đúng không mọi người? Chỉ lưu ý là em Empriolis thì sẽ phù hợp cho những bạn nào mà không bị kích ứng với hương liệu nha. Đối với cái level treatment thì mình nên sử dụng bạn nào đây? Đối với những cái treatment nặng đô như là rề hay trề thì cá nhân Trinh nha, là Trinh có thể dùng cả Bioderma hoặc là SPF cũng được luôn. Nhưng mà đối với những bạn mà da quá nhiều dầu thì sao? Cái chất liệu của hai em này nó sẽ vẫn hơi ẩm một chút xíu, hơi dính một chút xíu, thì các bạn Empriolis cũng là một cái lựa chọn không hề tồi cho những bạn da quá dầu sử dụng treatment nặng đô đâu. Nếu mà da bạn thuộc dạng là mong manh dễ vỡ, kiểu đụng một chút thôi á là cũng bị kích ứng á, thì mọi người rất là nên sử dụng cái em Cicafit này của nhà SPF, dùng thay cho kem dưỡng ẩm hàng ngày luôn mọi người, để mà mình có thể bổ sung thêm, tăng cái sức đề kháng, làm củng cố các hàng rào bảo vệ da của mình. Như vậy thì khi mà mình sử dụng treatment thì da của mình đã đủ sức khỏe, sẵn sàng tiếp nhận những cái sự công kích xâm lấn của treatment mang lại. Đây cũng là một em mà Trinh luôn trữ sẵn trong cái tủ thuốc gia đình của mình. Trinh bôi từ cái vết côn trùng cắn đến cái vết bỏng rát ở ngoài đi nắng hay là những cái vết chàm bong tróc da trên cơ thể
của mình thì mình cũng xài kem SPF này luôn. Đối với một đứa mà da nhạy cảm từ đầu đến chân luôn á thì đây là một kem cứu cánh cho Trinh mỗi lần mà trên cơ thể của mình bị sức mẻ chảy xước gì đó. Nhưng mà Trinh nghĩ là không nên bôi lên vết thương hở nha mọi người, chỉ là những cái vết thương mà nó bị nóng rát từ bên ngoài thôi. Còn về mặt kết cấu thì dĩ nhiên là không em nào qua mặt được Empriolis rồi, lỏng nhất, mỏng nhẹ nhất vẫn là Empriolis. Còn đối với SPR và Bioderman thì chắc nó sẽ sệt hơn. Như Trinh nói thì nó sẽ phù hợp cho những bạn mà da khô cho đến da thiên khô, xài sáng tối cũng được. Còn da dầu, da chảo dầu thì dùng buổi tối thôi. Còn buổi sáng nếu mà muốn xài thì bôi một lớp mỏng nhẹ thôi. Chỉ cần kiểu mình layer theo nhu cầu da, theo cái ngưỡng dung nạp của da là được. Tóm lại thì đây là ba cái bạn kem dưỡng phục hồi trên cực kỳ recommend cho những routine sử dụng treatment hoặc là sử dụng hàng ngày để tăng cường cái sức đề kháng cho da của mình. Cả ba bạn này thì chắc chắn là ai cũng sẽ tìm được một em phù hợp với loại da và nhu cầu của mình rồi đúng không? Chọn lấy một em là được. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video tới đây. Trinh sẽ để hết link mua hàng ở bên dưới nha. Hẹn gặp mọi người trong một video tiếp theo. Bye.